Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2012. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành trong nước và đông đảo người dân tỉnh Vĩnh Long đã tới dự. Đồng chí Võ Văn Kiệt, tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đọc diễn văn ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với cách mạng Việt Nam cũng như quá trình đổi mới phát triển đất nước. Tên tuổi của cố Thủ tướng đã gắn liền với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, cách mạng tháng 8, góp phần tích cực vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong giai đoạn đổi mới, ông đã có nhiều chủ trương đột phá, nhiều công trình táo bạo, mang lại lợi ích thiết thực to lớn cho đất nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Tiếp bước cố Thủ tướng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần tiếp tục nỗ lực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giành được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề để phát triển cao hơn trong giai đoạn mới. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Võ Văn Kiệt đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương lớn một cách kiên quyết, triệt để và rất cụ thể về đổi mới. Nhân dịp này, tỉnh Vĩnh Long cũng đã khánh thành bia Nam Kỳ khởi nghĩa và khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm. Trên diện tích hơn 17.000 m2, khu tưởng niệm gồm nhiều hạng mục khác nhau như nhà trưng bày, nhà thờ, nhà nghỉ, hồ sen, là một công trình mang đậm tính trang trọng và thành kính, đồng thời cũng mang yếu tố mở của một công viên văn hóa để phục vụ quần chúng nhân dân.